Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các ngươi thấy con mình xin bánh mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các ngươi dù là kẻ xấu còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi cha các ngươi đấng ở trên trời sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn người. Vậy tất cả những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì chính các ngươi hãy làm cho người ta như thế. Đây là điều mà lề luật và các tiên tri đã dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi trọng cung hỏi thế nào là nhân, thì Khổng Tử đã trả lời rằng: Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Nghĩa là điều gì con không muốn thì đừng làm cho người ta. Đối với Khổng Tử mà nói, thì nhân được coi là điều cao quý nhất của luân lý đạo đức. Và ông cũng đã nói: Người không có nhân thì lễ mà làm gì? Người không có nhân thì nhạc mà làm gì? Về điểm này, Aristotle cũng đã dạy rằng: Đừng áp đặt trên người khác những điều mà bạn không thích. Thế nhưng, trái với những tư tưởng có tính cách tiêu cực trên, Chúa Giêsu đã đưa ra khuôn vàng thước ngọc có tính cách tích cực. Điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì chính các ngươi hãy làm cho người ta trước. Đó là cốt lõi của Kitô giáo, là nét đặc biệt của Kitô giáo chúng ta. Đừng làm điều ác mà thôi thì xã hội chưa hẳn đã là tốt đẹp. Chỉ khi nào mọi người bắt tay làm điều thiện, làm điều mình muốn người khác làm cho mình, lúc đó xã hội này mới hy vọng được tốt đẹp hơn. Ước gì chúng ta hiểu thấu và thực hành bài học xử thế của Chúa dạy trong tin mừng hôm nay, đồng thời biết bắc lên một nhịp cầu cảm thông với người khác, biết yêu thương và làm điều tốt đẹp cho mọi người. Như có ai đó bảo rằng: Đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm, nhưng hãy thắp lên một ngọn nến.